đến với Mimin Tarot và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đấy chính là may mắn 3 tháng đầu năm của bạn sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. 1, 2, 3, hãy giúp mình chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Video này sẽ được đăng vào cuối tháng 12. Vì thế cho nên là 3 cái tháng đầu năm 2024 sẽ tính là tháng 1, tháng 2 và tháng 3 nhá. Dương lịch nha, tính dương lịch nha mọi người nha. Tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Thì các bạn hãy chọn giúp mình một tụ bài ở đây. Và năm 2024 nhắc cho các bạn nhớ, đấy chính là đây cũng là năm thế giới số 8. Nên là năm nay cũng sẽ là một năm mà có những cái hoạt động tài chính tiền bạc nó rất là mạnh mẽ là thứ nhất này. Cái thứ hai nữa là cũng là một năm mà các bạn có thể là bắt đầu nhận lấy những cái nhân quả của bản thân các bạn. Đó. Ok, 1, 2, 3. Rồi, và ngay bây giờ ấy thì chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Các bạn chọn tụ bài đầu tiên và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Trải bài này thì mình đã phải rút thêm những cái lá bài ở đây để làm rõ về cái câu chuyện này. Thì điều đầu tiên ở đây để xem là cái may mắn nào sẽ đến với bạn trong 3 tháng đầu năm 2024. Thì đối với tụ bài này mình thấy rằng là các bạn hãy chuẩn bị để đón những cái thay đổi nó đang đến với cuộc sống của các bạn. Giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn mà có thể thậm chí là cả năm 2024 bạn sẽ thấy được cái nguồn năng lượng này chứ không chỉ trong 3 tháng đầu năm đâu. Đấy chính là giống như là có những bạn ở đây á, có thể là các bạn đang ở năm cá nhân số 9, năm cá nhân của các bạn ấy, đó, có thể là đang ở năm cá nhân số 9. Ở đây chúng ta còn là train và số 9 ở đây nữa thì mình có một cái cảm nhận là những cái nhân quả sẽ được hoàn thành ở trong cái năm nay. Tức là gì? Những gì mà bạn đã gieo trong cái giai đoạn trước ấy thì có thể giai đoạn này các bạn sẽ bắt đầu gặt hái nó. Những gì mà bạn đã đối xử tốt với những cái người khác hoặc là bạn đã làm những cái điều tốt và điều giống như là tuyệt vời đó, không có gì phải hổ thẹn đó, thì mình thấy rằng là bạn sẽ nhận được những cái quả ngọt trong cái giai đoạn năm 2024 này. Và có thể là 3 tháng đầu năm nay thì các bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được điều đó. Ở đây chúng ta có lá Justice, các bạn thấy là nó giống như một cái cán cân công lý ấy. Bấy lâu nay như kiểu bạn đã cố gắng, đã nỗ lực như thế nào ấy, bạn chưa cảm nhận được cái thành quả của cái sự nỗ lực cố gắng đấy của mình ấy, thì hãy chuẩn bị đi vì giai đoạn tiếp theo bạn sẽ thấy được những cái thứ đó. Nếu như mà bạn không phải là trong năm cá nhân số 9 thì cũng không sao nhá. Nhưng mình thấy là cái nguồn năng lượng này của các bạn ấy, của cái nhân quả này là rất là mạnh, hoạt động rất là mạnh mẽ trong cái giai đoạn này. Và đối với các bạn nữa, điều đầu tiên ở đây á, thì mình thấy là cái may mắn này nó có thể đến từ bất kỳ cái lĩnh vực nào trong cuộc sống của các bạn. Và nó có thể đến từ rất là nhiều cái yếu tố nha. Bởi vì là các bạn đã gieo trong rất là trong những cái năm trước, trong những giai đoạn trước rất là nhiều rồi. Cho nên là bây giờ để mà nói là cái thay đổi cụ thể ở đây nó liên quan đến vấn đề gì, thì có thể nói là nó thay đổi trong rất là nhiều lĩnh vực và trong rất là nhiều vấn đề, nên không thể nói quá cụ thể được, chi tiết được. Mình chỉ thấy rằng là khi sự thay đổi này nó diễn ra ấy, mình thấy rằng là các bạn sẽ cảm thấy tích cực hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Đồng thời bản thân các bạn cũng sẽ giống như là cảm thấy hoàn thành được những cái bài học nào đó, học được những cái điều gì đấy mà trước kia mình chưa có học được, và hiểu ra được những cái điều mà trước kia bản thân mình chưa hiểu được. Đó, thì mình thấy rằng là đại loại là cứ yên tâm, mọi thứ nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ vui vẻ, nó sẽ hạnh phúc với các bạn. Nhưng mà sẽ có một cái chuyện to to nữa sẽ diễn ra trong 3 tháng đầu năm của các bạn. Nó liên quan đến một cái part love. Ở đây có mùi người yêu cũ, mình thấy sẽ có ai đó quay trở lại trong cuộc sống của các bạn. Cái người này thì có thể họ nằm trong hội những người yêu cũ của các bạn. Trước kia có thể bạn rất là yêu họ, dành nhiều tình yêu cho họ, nhưng mà họ không có mảy may để tâm đến cái tình yêu của bạn. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra rằng là họ trân trọng cái tình cảm đó và họ mong muốn quay trở lại trong cuộc sống của các bạn ở đây. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là giữa hai người hiện tại đang có một cái sự chênh lệch về mặt, có thể là hai người đã luôn chênh lệch với nhau ngay từ lúc hai người yêu nhau rồi. Bạn luôn trưởng thành hơn, còn cái người đấy luôn trẻ con hơn. Cho dù họ là mang tính giới tính gì đi chăng nữa nha, thì mình thấy là bạn luôn trưởng thành hơn, tầm nhìn của bạn luôn xa hơn, còn cái người này thì luôn chậm hơn và luôn kiểu giống như mơ, có thể họ mơ mộng hơn. Và họ mơ mộng hơn, họ không thực tế hơn, và đã thế còn có thể là trẻ con hơn. Vì thế mình thấy có một cái năng lượng của cái sự chênh lệch ở đây. Thì ở đây chúng ta có lá bài này, thì mình cảm thấy cái người này khá là trẻ con, và bản thân của họ cũng có thể là có tổn thương nào đó liên quan đến đứa trẻ bên trong. Bạn cũng đã hết lòng yêu thương họ, hết lòng chia sẻ giúp đỡ họ, nhưng mà vì có thể là vì một cái lý do nào đó nên là hai người chia tay nhau đó. Thì cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì mình thấy cái người này họ hối hận vì những gì họ đã làm trong cái mối quan hệ này. Và giống như là bây giờ họ mới nhận ra cái quả của họ, là họ nhận ra là họ đã không trân trọng cái mối quan hệ này, và vì thế họ muốn tìm lại. Mình thấy bản thân bạn khi tiếp xúc với cái sự quay trở lại này thì bản thân bạn sẽ cảm thấy có một cái chút bế tắc một chút. Tức là
không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi thứ nó diễn ra như thế này. Thì mình thấy rằng là cái người này này, họ cứ nhất quyết muốn nói chuyện với bạn, muốn kết nối với bạn, muốn muốn bày tỏ, muốn nói này nói kia với các bạn. Thế nhưng mà mình nói luôn là bản thân các bạn ấy, khi mà lắng nghe những cái gì mà người này nói, hoặc là tiếp xúc đối với họ, hoặc là hiểu về cái cuộc sống hiện tại của họ ấy, thì bạn cảm thấy rằng là hai người đã quá xa rời nhau rồi. Tức là cái tầng mây ấy của hai người ấy, nó đã quá lệch nhau rồi, nên là rất là khó để có thể lắng nghe, để có thể thấu hiểu nhau. Mặc dù là họ cũng rất là cố heart to heart conversation, kiểu giống rất là muốn để kết nối rồi nói chuyện rồi trò chuyện từ trái tim đến với trái tim này kia các thứ đó. Thế nhưng mà mình thấy rằng là các bạn cũng có một cái phân vân là ủa, không biết người này có phải là định mệnh của mình hay không đó. Bởi vì dẫu sao trước kia bạn cũng đã dành rất là nhiều tình yêu cho cái người này mà, thì bạn cũng kiểu phân vân á. Thì mình cũng trả lời luôn cho các bạn ở đây, keep an open mind, nó nói về việc đấy chính là hãy mở rộng tâm trí của bạn. Bởi vì cái người soulmate thực sự dành cho bạn ấy, họ sẽ rất là khác so với cái suy nghĩ của bạn đó. Họ không giống với một cái gu hay là cái trip hiện tại trong đầu của các bạn đâu, họ sẽ rất là khác. Nên mình thấy rằng là cái người này chỉ giống, họ tìm về chỉ giống như là nó giúp bạn thấy được cái hình ảnh của bạn ngày xưa, giúp bạn nhìn lại cả một cái quá trình, một cái hành trình mà các bạn đã phát triển. Các bạn mới thấy là wow, công nhận mình đã thay đổi rất nhiều. Tại sao ngày xưa mình yêu người này mà bây giờ mình không yêu nổi nữa? Tại sao mình dành tình yêu cho người này, lúc trước mình đối xử với họ như thế mà bây giờ mình không thể nào dối lòng bản thân của mình để mà đối xử giống như trước kia được nữa? À, hóa ra là mình đã thay đổi thực sự rồi. Và mình thấy rằng là bạn đối với họ và đối với tất cả mọi thứ trong năm 2024 ấy, mình đều có một cái cảm nhận là bạn sẽ luôn cố gắng đối xử một cách dịu dàng nhất. Tức là mình không thấy là bạn có chửi bới gì họ, ghét bỏ hay thù hằn hay gì đấy đâu, mà bạn kiểu giống như là bạn thể hiện cho họ thấy rằng bạn đã không còn gì hết, với một cái thái độ hết sức là bình thường. Và cái người này rất là dễ, khi mà bạn làm điều đó họ cũng sẽ phải thất vọng rời đi mà thôi. Nhưng đây là cái quả của họ, vì họ đã không trân trọng bạn nên là họ sẽ mất bạn, nên họ không thể có được bạn thêm một lần nào nữa. Mình thấy là cái gu của bạn, à tức là cái người dành cho bạn ấy sẽ còn đợi bạn ở phía trước cơ, cho nên là chưa phải là cái người này đâu. Mình thấy rằng là bạn cũng, người này nhá, mình còn có một cảm nhận nữa là họ hay lấy cái sự thương hại của họ, thương hại của bạn. Ví dụ như là họ hay kể lể là họ khổ sở, hay họ tình cảm, hay họ lăn lộn, họ lụy tình, họ này kia các thứ đó, để làm một cái mục đích nào đấy để bạn thương họ này kia các thứ. Và hoặc là họ sẽ nhắc về những cái quá khứ tình cảm gì đấy của hai người. Nhưng mà hãy dám hạnh phúc với cái hạnh phúc của riêng bạn. Bạn không có bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì liên quan đến quá khứ hết. Chuyện nó đã qua rồi và bạn cũng đã học bài học để trở thành một cái phiên bản tốt hơn rồi. Cho nên là tiến lên phía trước nha. Đó. Và mình nghĩ rằng là bản thân bạn hoàn toàn hiểu được điều này. Chỉ có điều là cái người này họ cũng hiểu là bạn có một cái lòng trắc ẩn, có cái lòng bao dung và yêu thương rất là lớn, nên họ đánh vào những cái điểm đó của bạn mà thôi. Nhưng mà mình thấy rằng là nó không đủ lớn để có thể khiến cho hai người quay trở về với nhau đâu. Bạn có một định hướng riêng và phát triển riêng rồi. Đó, thì ok, thế là số 1 ạ. Chân với số 2 đến với tụ bài số 2. Và đây là trải bài chung, chỉ vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là may mắn nào sẽ đến với bạn trong 3 tháng đầu năm 2024? Thì cái may mắn này của các bạn nó sẽ liên quan đến yếu tố sau. Thứ nhất, cái giai đoạn mà trước khi cái may mắn này nó tới, thì mình thấy rằng là bạn đang ở trong một cái giai đoạn mà có thể là bạn đang cảm thấy buồn chán với cái thực tại hiện tại, với mọi thứ đang diễn ra xung quanh, về công việc, về cuộc sống, về tình cảm, về mọi thứ. Và các bạn có thể thậm chí là các bạn mất định hướng với những gì hiện tại đang xảy ra. Bên cạnh đó, có thể hiện tại các bạn cũng đang phải vướng phải một vài những cái rắc rối nào đấy đang diễn ra trong cuộc sống mà các bạn đang phải đi giải quyết. Nên thành ra là các bạn rất là chán, rất là buồn và cảm thấy giống như là sao mà nó đen ấy, mà vẫn nó đen thế, kiểu như vậy. Tuy nhiên ấy, thì mình thấy rằng là câu chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Bởi vì trong 3 tháng đầu năm 2024, mình thấy các bạn sẽ có một cái cuộc gặp gỡ với một cái nhân vật nào đó ở đây. Và cái nhân vật này họ sẽ làm thay đổi cuộc đời của các bạn, thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau. Họ sẽ bắt đầu kết thúc một cái giai đoạn như kiểu mùa đông của các bạn, và đem đến một cái mùa xuân mới đang tới. Đầu tiên là cái người này á, và bạn á, họ có thể đến với bạn theo rất là nhiều dạng khác nhau, như là một người bạn của bạn này, hoặc là một người đến theo kiểu bạn bè này, theo kiểu được giới thiệu này, theo một người đồng nghiệp này, hay là một cái kiểu gì đó. Nhưng mà mình thấy rằng là giữa hai người có một cái cảm tình gì đấy với nhau. Cảm tình thôi, chứ mình chưa nói đến việc yêu đương nhá. Có cảm tình gì đấy với nhau. Ở đây chúng ta có lá bài này, nhưng mà các bạn có thể thấy là thần Cupid ở đây á đang buông thõng cái này. Và đâu đã bắn mũi tên vào hai cái người này đâu, đúng không? Điều này chứng tỏ cho cái việc là gì? À, đây vẫn là một cái lời bỏ ngỏ về cái mối quan hệ này.
Các bạn có thể cứ tưởng cứ nghĩ đơn giản là bạn và họ là hai người bạn với nhau, tự nhiên xuất hiện một cái nhân vật giống như một cái người tri kỷ bạn bè để bạn có thể tâm sự, có thể nói chuyện ở đây. Thì cái người này này sẽ thúc đẩy các bạn trong cái việc là thay đổi cái cuộc sống của các bạn. Có thể là họ sẽ cho bạn lời khuyên, đó sẽ truyền cho bạn thêm động lực, cho bạn những cái cảm hứng mới để các bạn làm thay đổi cái cuộc sống của chính các bạn. Các bạn sẽ thoát ra được khỏi cái sự buồn chán hiện tại mà các bạn đang có. Và mình thấy rằng là đầu tiên là họ sẽ hướng bạn về cái việc đấy chính là không bận tâm đến những cái thứ nó quá nhỏ nhặt ở trong cuộc sống. Giống như là cái con này này, cái con này á, nó là con gấu đó, và nó đâu có quan tâm đến cái con chuột đang ở trên đầu nó đâu. Bởi vì gì? Mày không đáng để tao ban đến cái sự quan tâm đến cho mày. Cho nên là cái người này này, họ cũng sẽ có thể là sẽ cho bạn những cái lời khuyên giống như vậy, và họ sẽ hướng bạn đến những cái mục tiêu cao hơn trong cuộc sống, thay vì chỉ nhìn vào những cái chi tiết nó quá là bé, và nó quá là kiểu giống như là ở thay vì ngồi sân si với người này người kia thì tập trung vào bản thân của mình đi. Đó, ý là như vậy đó, kiểu như vậy đó. Thì tất nhiên những cái thứ nó quá nhỏ bé, nó không tốt cho bản thân của mình thì mình không nhất thiết phải quan tâm. Mình hãy quan tâm đến những cái mục tiêu cao cả hơn, lớn lao hơn. Cái người này có thể là sẽ hướng bạn đến cái việc là, hoặc là họ sẽ dạy cho bạn nha, thậm chí họ sẽ dạy cho bạn nha những cái kiến thức nào đấy rất là bổ ích, rất là cần thiết cho các bạn. Đó, tự dưng bạn quen biết được cái người này cũng rất là thú vị. Có thể họ sẽ dạy cho bạn kiến thức về một cái bộ môn nào đó. Bản thân họ cũng là người có chuyên môn, có kiến thức, thậm chí là cũng có cái bằng cấp rất là tốt. Cho nên là cái người này sẽ có thể là đầu tiên là họ dụ bạn đi dạy này, hay là dụ bạn đi học này. Dụ đây là theo nghĩa tốt đẹp nha, là khuyên bạn ấy là đi dạy này, đi học này, hoặc là học một cái thêm một cái gì đấy chẳng hạn đó. Và khi mà cái sự xuất hiện của cái người này, nó chấm dứt một cái mùa đông băng giá, nó kết thúc một cái giai đoạn rất là chán nản của các bạn. Và kiểu giống như là mình thấy rằng là bản thân các bạn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống, nhưng cũng không biết cách như thế nào để có thể thay đổi được, đúng không? Thì cái nhân vật này xuất hiện như một vị cứu tinh của các bạn, và như một cái sự quý nhân đấy, để giúp đỡ bạn có một cái sự thay đổi ở đây. Và chắc chắn là với cái sự hướng dẫn và giúp đỡ của cái người này ấy, bạn sẽ chạm được tới thành công, bạn sẽ chạm đến một cái kết quả tốt đẹp nào đó, xử lý được từng thứ những cái chướng ngại vật trong cuộc sống của các bạn nó diễn ra. Và ở đây chúng ta có lá Start Where You Are, thì giống như là họ khuyến khích bạn là đừng có đợi, chỉ là đến khi này thì ta mới làm. Hãy làm ngay từ bây giờ, từ ngay cái vị trí mà các bạn đang đứng hiện tại. Giống như bạn thứ hãy có thể bạn luôn nghĩ là khi nào ta có tiền thì ta sẽ đi học cái này học cái kia, kiểu như vậy. Không biết việc khi nào mới là có tiền đó, kiểu như thế. Thì họ sẽ hướng dẫn các bạn, họ sẽ giúp các bạn là nỗ lực cố gắng từng ngày, vừa làm vừa học hoặc là như thế nào đó để có thể là thực hiện được những cái mong muốn trước kia của các bạn. Còn mình có một cái cảm nhận là các bạn cái gì các bạn cũng muốn, nhưng mà bạn không có làm cái điều gì hết trong số những cái thứ mà bạn muốn cả. Cho nên là cái người này sẽ giúp bạn. Mình thấy rằng là cái người này và bạn ấy có cảm tình với nhau, hai người sẽ quý mến nhau, nhưng mà mình không chắc là cái mối quan hệ này nó sẽ phát triển theo cái chiều hướng nào. Cái đấy thì mình không quá rõ, thì mình sẽ rút thêm bài đi. Thông điệp dành cho cái bài số 2. Nói chung là cái người này là một người rất là yêu kiến thức, và họ sẽ cố gắng để truyền tải kiến thức hoặc là hướng bạn theo cái chiều hướng là phát triển về cái mặt kiến thức của các bạn nha. Ok, xem là cái mối quan hệ này sẽ như thế nào đây. Oh, new love. Có thể hai người sẽ bước vào mối quan hệ với nhau, sẽ yêu nhau đó. Và mình thấy rằng là người này sẽ đóng vai trò như một người dẫn dắt cho các bạn, chỉ cho các bạn thấy những cái khía cạnh mới trong cái cuộc sống, giúp cho các bạn học và hiểu rất là nhiều điều. Đúng như là người này họ đến và họ khuấy động rất là nhiều những cái khuấy động rất là nhiều những cái sự thay đổi trong cuộc sống của các bạn. Mình thấy rằng là bản thân bạn có thể có một cái tổn thương nào đó liên quan đến gia đình, liên quan đến đứa trẻ bên trong. Có một cái điều gì đấy nó ảnh hưởng đến các bạn rất là nhiều trong cách bạn nhìn nhận cuộc sống, cách mà bạn vận hành cuộc sống của bạn, cách bạn nhìn nhận vấn đề. Thì cái người này sẽ giúp bạn thay đổi rất là nhiều, bởi vì giữa bạn và họ ấy là một cái duyên nợ. Một cái duyên nợ, các bạn đã cùng sống với nhau, đã cùng tương tác với nhau, cùng kết nối với nhau trong rất là nhiều kiếp sống trước rồi. Và cái người này một lần nữa họ lại xuất hiện như một cái người đến để giúp đỡ bạn, bao bọc che chở cho bạn hay là hướng dẫn cho các bạn. Tuy nhiên á, thì mình có một cái cảm nhận là cái người này, cái nhiệm vụ của họ giống như là sẽ giúp bạn,
nhận ra được nhiều điều, thậm chí giống như một người thầy dạy cho các bạn. Còn việc các bạn học đến đâu ấy, nó sẽ là phụ thuộc rất là nhiều vào cái bản thân của bản thân các bạn thôi ha. Love yourself first. Hãy biết yêu thương bản thân của mình. Người này có thể sẽ giúp bạn nhìn thấy được cái điều này. Mình luôn có một cái cảm nhận đối với cái tụ bài này ngay từ ban đầu á, là các bạn không hài lòng với hiện tại, và có thể bạn luôn có một cái xu hướng là bạn chờ đợi, hoặc là bạn chờ một cái vận may nào đấy nó đến với mình, đang cầu trùng số à, hay là cái gì đấy đại loại tương tự như thế, mà giống như là không hành động, không làm, chỉ chờ thôi, chờ một cái gì đấy nó đến thôi. Tức là mình cảm nhận được bạn có một cái suy nghĩ gì đấy nó chưa được ổn lắm, thì cái người này này họ sẽ đến và giúp bạn nhận ra là bạn chẳng phải chờ gì, tìm kiếm gì ở đâu xa đâu, tìm kiếm cái tiềm năng tuyệt vời đấy ngay từ chính bản thân của mình. Học cách để yêu thương và trân trọng cái cuộc đời của chính mình từng giây từng phút, thì cái người này sẽ cho bạn thấy được cái điều đó. Ok, thì đấy là số 2 gần với số 3. Số 3. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là với câu hỏi là may mắn 3 tháng đầu năm 2024 của bạn sẽ như thế nào. Thì đối với tụ bài này mình thấy các bạn chuẩn bị ăn mừng được rồi đấy, chuẩn bị nhảy múa được rồi đấy, cái keep dancing không? Đó, chuẩn bị nhảy múa, chuẩn bị dậy được rồi đấy. Nhưng mà là 3 tháng này thì mình nghĩ là rơi vào tầm khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 bạn mới làm được điều này. Còn trong tháng 1 mình nghĩ chưa nha. Rồi, cái điều gì đây mà tại sao khiến bạn vui vẻ như này? Đầu tiên ở đây chúng ta có lá bài là chính là đôi khi những điều tốt đẹp ấy thì nó bị giấu đi. Có nghĩa là ban trước khi mà cái điều may mắn này nó tới với bạn, cái điều vui vẻ tốt đẹp nó đến với bạn ấy, thì mình thấy là bạn đã phải trải qua một cái giai đoạn khá là khó khăn. Thứ nhất, mình thấy có thể là bạn có những cái xung đột với chính bản thân của mình, bạn đấu tranh với bản thân của mình rất là nhiều, phân vân, lo lắng, suy nghĩ. Và bản thân bạn cũng có thể là trong cái giai đoạn vừa rồi ấy, hoặc là trong khoảng kể cả trong tháng 1 ấy, các bạn sẽ phải trải qua một cái câu chuyện có liên quan đến một cái sự phản bội, một cái sự lừa dối nào đó. Có thể là bạn phát hiện ra một cái nhân vật nào đấy đã lừa dối mình, và điều đấy chắc chắn là sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất là thất vọng và cảm thấy rất là buồn khi mà cái chuyện đó xảy ra, đúng không? Tuy nhiên á, thì cái vui nó khiến bạn nhảy cẫng ở đấy, nó liên quan đến việc đấy chính là đứa nào mà nói thẳng luôn là đứa nào luôn nha, không phải là đứa nào nữa mà là đứa nào luôn nha. Đứa nào mà nó kiểu giống như là nó có làm những cái mà không tốt với các bạn ấy, thì nó bị nghiệp quật ngay cái lúc, ngay sau khi mà nó làm những cái điều xấu với các bạn luôn. Và khi mà bạn nhìn thấy những cái điều đó thì bản thân các bạn kiểu giống như là quả báo nó có thật đấy, kiểu thế. Bạn sẽ nghĩ ra những cái điều là nhân quả là có thật, quả báo là có thật. Mình vừa mới buồn vì cái người này xong mà bây giờ người này, cuộc sống của người này hoặc là người này đã gặp ngay những cái vấn đề ngay sau khi mà họ làm những cái điều xấu với mình rồi. Và mình thấy rằng là bạn lấy lại được cái tinh thần vui vẻ. Tức là mình nói thẳng luôn là ban đầu á, khi mà bạn bị phản bội hoặc là bạn bị phát hiện ra cái sự thật nào đấy không ổn, không tốt với cuộc sống của mình ấy, thì bạn cũng rất là tuyệt vọng, cảm thấy rất là buồn bã. Nhưng mà sau khi bạn phát hiện ra là cái người này họ cũng phải chịu tất cả những cái hậu quả từ, đúng như là những cái nhân quả không tốt từ những cái việc mà họ gây ra ấy, thì mình thấy rằng là bạn lại quay trở lại với cái trạng thái là vui vẻ, thoải mái. Và kiểu giống như là bạn có thậm chí có những cái giây phút rất là hả hê ở đây nhá. Nói thẳng luôn là như vậy, bạn sẽ cảm thấy rất là hả hê ở đây. Và đây chúng ta cũng có lá bài đấy chính là một cái thời kỳ của sự kết thúc của một thời kỳ khó khăn. Thì có nghĩa rằng là trong 3 tháng năm 2024, đầu 3 tháng đầu năm 2024 ấy, thì mình thấy là bạn sẽ kết thúc một cái giai đoạn khó khăn, một cái giai đoạn mà các bạn đã rất là vật lộn trong cái giai đoạn trước. Mình thấy sẽ có những cái điều tốt đẹp đó tới là ai làm điều không tốt với bạn sẽ phải nhận lấy hậu quả này. Cái thứ hai, mình thấy các bạn sẽ trở nên đẹp hơn. Mình không biết là bằng cách nào, không biết là các bạn có can thiệp gì y tế không, phẫu thuật gì không, hay là các bạn thay đổi vì mặt ngoại hình không, mà mình thấy là các bạn sẽ trở nên rất là đẹp và rất là tỏa sáng trong giai đoạn tiếp theo. Cái thứ ba, một cái mong muốn nào đấy của các bạn ấy nó sẽ trở thành hiện thực và nó đẩy cao cái mặt cảm xúc của các bạn lên rất là tốt. Bạn cảm thấy cuộc sống của mình quá là thuận lợi đi. Đúng là trước kia mình cũng đã phải khó khăn rồi, thế nhưng mà đúng là qua cái cơn khó khăn này thì cuối cùng cũng đến được ngày giống như là thoát được khỏi được những cái khó khăn đó, trải qua một cơn bão, cuối cùng bão cũng phải tan. Không có cơn bão nào kéo dài mãi mãi, sẽ đến một ngày bão phải tan. Cho nên là cái cơn bão này nó tan rồi. Và bạn ở đây có lá bài chính là đôi khi những điều tốt đẹp nó bị ẩn giấu đi là như vậy đấy. Tức là đôi lúc những cái điều này nó xảy ra, nó là điều không tốt, nhưng đằng sau cái điều không tốt đấy nó lại có một cái điều gì đấy đặc biệt hơn dành cho các bạn. Đôi khi chúng ta không có được chúng ta muốn, có nghĩa là điều gì đó tốt hơn đang chờ chúng ta ở phía trước đó. Thì mình thấy rằng là
có thể sẽ có một cái buổi phân xử nào đó diễn ra ở đây. Tức là cái người mà có thể là có một cái ý đồ xấu với các bạn ấy, họ sẽ phải, thậm chí là sẽ phải đối diện với cái sự phân xử rất là lớn từ từ rất là nhiều người. Và bạn sẽ thấy giống như thậm chí là cái người này sẽ nhận lại một cái hậu quả mà vô cùng là thảm luôn đấy, kiểu như vậy đấy. Thảm ở đây có nghĩa là gì? Tất cả mọi người đều biết được cái bộ mặt thật của cái người này. Và mình thấy rằng là người này và bạn thật ra là có một cái nhân duyên nào đấy liên quan đến quá khứ. Nghĩa là thôi thì hãy coi như là đến đây là cái nhân duyên này nó kết thúc đi. Cái quả ở đây coi như là nó kết thúc đi, nghiệp quả coi như là kết thúc đi, để các bạn không còn dây dưa với nhau trong những cái kiếp sống tiếp theo, là trong giai đoạn tiếp theo được nữa. Đó, và hãy coi đây giống như là một cái bài học thôi. Mình học xong rồi mình sẽ say goodbye về nó và mình sẽ tận hưởng tiếp cái cuộc sống của mình. Đó. Ok, đợi mình nha. Bài số 3. Giống như là mình thấy rằng là cái người này sẽ khiến bạn, hay là cái điều này này, nó sẽ khiến bạn cảm thấy là hả hê đó. Tuy nhiên thì mình cũng nói với các bạn là hãy tập trung vào những cái tầm nhìn xa hơn của bạn. Còn cái chuyện này nó xảy ra nó chỉ là một, hãy coi nó giống như một cái chuyện nhỏ thôi. Và hãy tập trung vào những cái điều khác, nó giống như là nó cao lớn hơn, nó rộng lớn hơn, nó tốt đẹp hơn. Đó, thay vì tập trung quá nhiều năng lượng vào cái chuyện này nha. Đó. Và hãy nhớ luôn là you are good enough rồi. Hãy nhớ luôn là nếu như mà người ta làm điều xấu với bạn, người ta nhận lại nhân quả, thì cũng tương tự với việc là nếu như bạn có làm cái điều gì đấy không tốt ấy, bạn cũng sẽ phải nhận lại cái nhân quả cho bạn. Cho nên là hãy làm những điều tốt, hãy suy nghĩ những thứ tích cực, những thứ tốt thôi. Mình thấy là bạn đã có một cái sự nỗ lực và cố gắng rất là nhiều. Có thể cái người này đã khiến cho bạn điêu đứng và cảm thấy mệt mỏi, đấu tranh rất là nhiều, nhưng đến cuối cùng bạn chiến thắng được tất cả những cái thứ đó. Cho nên là bạn giống như là một cái người đứng ở trên cái đỉnh rất là cao á. Khi mà bạn đã leo núi và các bạn đã thành công chinh phục được cái ngọn núi đó ấy, thì bản thân các bạn giống như là cảm thấy cực kỳ là vui vẻ, hạnh phúc. Và cũng hãy hiểu một cách đơn giản là cũng phải nhờ vào cái sự thử thách của cái người này họ đặt ra, hay là họ khó khăn với bạn, họ gây ra vấn đề này kia với các bạn, thì mới thấy được rằng là cái sức mạnh của bạn ấy nó mạnh đến cỡ nào để bạn có thể thoát ra được khỏi những cái rắc rối mà cái người này gây ra cho các bạn. Rồi, nhưng mà xong rồi thì thôi nhá, cũng không nên là suy nghĩ chủ ẻo cái người này hay hận thù cái người này quá. Thôi xong rồi thì thôi nhá. Đấy, thì cái đấy là cái điều mà mình muốn truyền tải ở đây, giống như là cứ hướng đến một cái nguồn năng lượng tích cực hơn thôi. Đừng để bản thân mình vướng mắc vào những cái thù hằn hay là ghét bỏ hay gì đó, thì nó sẽ chỉ khiến cho cái nhân duyên này này nó cứ kéo dài thêm, rồi trả thù lẫn nhau, rồi lại tiếp tục vào những cái vòng xoáy nó mệt mỏi thôi ha. Đến đây câu chuyện nó kết thúc đi. Thì đấy là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like đăng ký kênh mình nhá. Bye.